Trung Đông lại một lần nữa đứng trước bờ vực bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện sau đòn tập kích được cho là của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran. Các quan chức quân sự cấp cao của Iran chính thức lên tiếng. Trước diễn biến leo thang đáng lo ngại mới, loạt nước phát cảnh báo khẩn. Trong khi đó, theo truyền thông, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC cân nhắc ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel và các quan chức hàng đầu. Trên chiến trường Đông Âu, trùm tình báo Ukraine tuyên bố đẩy mạnh tấn công sâu bên trong lãnh thổ nước Nga. Ba Lan bắt giữ nghi phạm liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Zelensky do Nga dàn dựng. Các tin tức quốc tế khác, Mỹ đặt mục tiêu thực hiện chế độ giám sát mới đối với Triều Tiên vào tháng tới. Ấn Độ bước vào cuộc bầu cử lớn nhất thế giới. Kenya tổ chức lễ tưởng niệm 10 quân nhân, trong đó có tư lệnh quân đội nước này vừa thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng kinh hoàng. Đến Cuba, hòa mình vào cuộc thi pha chế rượu rum, quy tụ hàng trăm thí sinh tài năng trên toàn thế giới. Tất cả sẽ được gửi đến trong bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Minh Thái mến chào quý vị đến với bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ. Tiếp tục các diễn biến leo thang đáng lo ngại ở Trung Đông, hãng thông tấn IRNA của Iran mới đây cho biết, phòng không Iran đã bắn hạ 3 máy bay không người lái vào rạng sáng hôm 19 tháng 4, đồng thời nói rằng không có cuộc tấn công hoặc vụ nổ quy mô lớn nào xảy ra sau các vụ nổ gần thành phố miền Trung Isfahan. Người phát ngôn của Trung tâm Không gian mạng quốc gia Iran, Hossein Dalirian cho biết trên mạng xã hội X rằng ba máy bay không người lái đã bị bắn hạ thành công bởi hệ thống phòng không của Iran, hiện tại không có cuộc tấn công tên lửa nào. Thông báo được đưa ra sau khi một quan chức của Mỹ hôm 19 tháng 4 cho biết rằng Israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Iran. Các hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt ở một số khu vực để đề phòng các mối đe dọa tiềm ẩn trên không. IRNA cho biết, sau khi kích hoạt phòng không ở một số vùng của đất nước để đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra, cho đến nay không có cuộc tấn công hay vụ nổ quy mô lớn nào. Phía Iran cho biết thêm, tại Isfahan, một thành phố chứa các cơ sở hạt nhân quan trọng, tất cả các cơ sở quân sự nhạy cảm vẫn an toàn, không có sự cố nào phát sinh. IRNA cho biết thêm, hệ thống phòng thủ tên lửa đã được kích hoạt trong khu vực. Cùng lúc đó, một chỉ huy cấp cao của quân đội Iran, Siavash Mihandau cho biết không có thiệt hại nào sau cuộc tấn công. Tiếng ồn phát ra ở Isfahan là do các hệ thống phòng không nhắm vào một vật thể đáng ngờ. Hai sân bay lớn của Tehran cũng đã nối lại các chuyến bay sau khi đình chỉ do các tiếng nổ ở Isfahan. Time of Israel đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn sau thông tin Israel tấn công Iran. Thông báo của Đại sứ quán yêu cầu nhân viên và thân nhân hạn chế đi lại ngoài các khu vực Tel Aviv, Beersheba và Jerusalem nhằm đề cao cảnh giác trong bối cảnh có các báo cáo rằng Israel đã tiến hành tấn công trả đũa bên trong lãnh thổ Iran. Trước đó, New York Times dẫn lời ba quan chức Iran xác nhận một căn cứ không quân gần thành phố Isfahan, miền trung nước này đã bị tấn công vào sáng nay 19 tháng 4, song không đề cập tới ai đứng sau sự việc. Tuy nhiên, hai quan chức quân đội Israel nói với New York Times rằng nước này thực hiện vụ tấn công. Theo truyền thông Iran, các cơ sở hạt nhân ở Isfahan hoàn toàn an toàn sau những tiếng nổ vang lên trong khu vực. CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Israel đã thông báo với Mỹ rằng họ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Người này nói thêm, các vụ nổ ở Iran là phản ứng của Israel trước các cuộc tấn công của Iran vào cuối tuần qua. Quan chức Mỹ nhấn mạnh hành động của Israel có phạm vi hạn chế nhắm vào các địa điểm quân sự của Iran. Trong khi đó, NBC News đưa tin Mỹ không liên quan đến cuộc tấn công vào Iran. Bloomberg dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên Israel hôm 18 tháng 4 đã báo trước cho Mỹ về ý định thực hiện tấn công trong một hoặc hai ngày tới. Cũng theo Time of Israel, Bộ Ngoại giao Úc mới đây đã khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Israel và các vùng lãnh thổ Palestine do hiện có nguy cơ cao về các mối đe dọa trả đũa quân sự và tấn công cực đoan chống lại Israel và các lợi ích của Israel trên toàn khu vực. Khuyến cáo của nhà chức trách Úc đăng tải trực tuyến có đoạn, tình hình an ninh có thể xấu đi nhanh chóng, các cuộc tấn công quân sự có thể dẫn đến việc đóng cửa không phận, hủy chuyến bay, chuyển hướng và gián đoạn đi lại khác.
Cảnh báo được đưa ra sau hàng loạt diễn biến đáng lo ngại gần đây ở Trung Đông, bao gồm vụ tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel, và mới đây nhất là cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào một căn cứ quân sự gần thành phố Isfahan, miền trung Iran trong đêm. Về cuộc chiến Gaza, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện các đợt không kích trên khắp dải Gaza trong những ngày gần đây, nhắm vào hàng chục mục tiêu và giết chết một quan chức cấp cao của Hamas. Thông tin được quân đội Israel cho biết hồi 18 tháng 4, khi lực lượng mặt đất nước này kết thúc cuộc đột kích vào khu vực Beis Hanos. Quân đội và cơ quan an ninh Israel Shin Bet đã thông báo vào sáng 18 tháng 4 rằng quan chức hàng đầu chuyên thực hiện các cuộc thẩm vấn về an ninh nội bộ của Hamas ở Beis Hanan, phía bắc Gaza, đã bị giết trong cuộc không kích vào tuần này. Theo quân đội, Youssef Sabat cũng từng là một sĩ quan thuộc bộ phận tình báo của cánh quân sự Hamas trong tiểu đoàn Beis Hanan, tuyên bố cho biết thêm, việc trừ khử quan chức này gây thiệt hại đáng kể cho bộ phận điều tra của tổ chức. Cũng tại Beis Hanan, quân đội cho biết họ đã kết thúc chiến dịch chống lại Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad. Trong tuyên bố mới đây, quân đội cũng cho biết lữ đoàn phía bắc của sư đoàn Gaza đã đột kích hai trường học trong thị trấn, sau khi có thông tin tình báo rằng Hamas và các đặc vụ Jihad đã tập trung ở đó và đang sử dụng thường dân làm lá chắn sống. Thưa quý vị, Đài N12 đưa tin Tòa án Hình sự Quốc tế ICC có thể đang xem xét ban hành lệnh bắt giữ quốc tế trong khoảng thời gian sắp tới đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác của Israel với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Khoảng 125 quốc gia hiện đang là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Các thành viên về cơ bản bao gồm toàn bộ châu Âu và buộc phải tuân theo lệnh bắt giữ của ICC. Trước đó có một số quốc gia đã phản đối lệnh và từ chối tuân theo. Theo Jerusalem Post, Tòa án Hình sự Quốc tế vẫn chưa quyết định đưa ra các câu hỏi pháp lý có liên quan trước khi đi đến giai đoạn ra lệnh bắt giữ. Tòa án Hình sự Quốc tế đã thực hiện 32 cuộc điều tra hình sự và khoảng 500 cuộc điều tra sơ bộ liên quan đến cuộc xung đột Gaza năm 2014 và dự kiến sẽ thực hiện hàng nghìn cuộc điều tra liên quan đến cuộc chiến hiện tại. Trước đó, ba bộ trưởng và một số chuyên gia pháp lý của chính phủ Israel đã tổ chức cuộc thảo luận khẩn cấp tại văn phòng thủ tướng về cách chống lại các lệnh này. Theo kênh 12 của Israel, cuộc thảo luận có sự tham gia của Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer, và đã quyết định rằng Israel sẽ liên hệ với tòa án và các nhân vật ngoại giao có ảnh hưởng để ngăn chặn việc ban hành lệnh. Reuters đưa tin hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt giữ tại khuôn viên trường Đại học Columbia ở thành phố New York, Mỹ, sau khi hiệu trưởng trường ủy quyền cho cảnh sát giải tỏa khu trại do sinh viên dựng lên để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza. Hiệu trưởng trường Đại học Columbia Nimat Minuksafik, người vừa bị các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chỉ trích tại một phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường học, cho biết bà đã trao quyền cho lực lượng an ninh giải tán hàng chục lều trại do người biểu tình dựng trong trường. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams thông báo cảnh sát đã thực hiện hơn 100 vụ bắt giữ, nói thêm rằng không có đụng độ hay thương tích trong vụ việc. Tại cuộc họp báo, ông Adams lưu ý sinh viên có quyền tự do ngôn luận nhưng không được vi phạm các quy định trường học. Theo các quan chức cảnh sát, những người bị bắt giữ với cáo buộc là xâm nhập trái phép. Đại học Columbia thông báo họ đã bắt đầu đình chỉ học tập những sinh viên tham gia cắm trại biểu tình, một hành động mà nhà trường coi là bất hợp pháp. Viện Kiến thức Trung Đông, một nhóm vận động ủng hộ Palestine cho biết, ít nhất 3 sinh viên đã nhận được thông báo bị đình chỉ học từ Barnard College thuộc Đại học Columbia vì lý do nêu trên. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi một liên minh gồm các nhóm sinh viên dẫn đầu nhằm kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, cũng như yêu cầu chính phủ Mỹ chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Israel và ban quản lý trường học phải thoái vốn khỏi các công ty thu lợi từ việc Israel xâm chiếm Gaza. Trong khi đó, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, hàng trăm người đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ ngừng ủng hộ Israel và cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này. Trong video do Reuters đăng tải, đám đông biểu tình mang theo quốc kỳ Palestine và biểu ngữ tập trung tại quảng trường Plaza de Mayo của Buenos Aires. Họ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza ngay lập tức sau cuộc bao vây kéo dài hơn 6 tháng của Israel, khiến gần 34.000 người thiệt mạng trên dải đất này.
Chúng tôi yêu cầu chính phủ và Tổng thống chấm dứt việc ủng hộ chính sách diệt chủng và thanh lọc sắc tộc đối với người Palestine. Người dân Argentina không đồng tình với quan điểm của Tổng thống. Xin đừng tiếp tục tán thành các chính sách diệt chủng. Người dân Argentina không muốn liên quan đến điều này nữa. Tổng thống Argentina Javier Milei đã công khai ủng hộ Israel. Tháng 2 vừa qua, ông Milei đã đến thăm Jerusalem và gặp người đồng cấp Israel Isaac Herzog. Israel phát động chiến dịch quân sự tiêu diệt Hamas ở Gaza nhằm trả đũa cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm chiến binh này khiến 1.200 người thiệt mạng vào ngày 7 tháng 10. Cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý về xung đột Đông Âu. Vlada đưa tin, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Kirill Budanov mới đây cho biết, giới lãnh đạo quân đội nước này đang lên kế hoạch nhằm làm giảm tiềm năng quân sự của Nga. Ông hy vọng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga sẽ tiếp diễn. Trả lời phỏng vấn của Washington Post, ông Budanov cho biết kế hoạch của Ukraine nhắm vào nhiều khía cạnh như ngành công nghiệp quân sự và bao gồm các mục tiêu quân sự quan trọng như sân bay, các trạm chỉ huy và kiểm soát của đối phương. Lãnh đạo tình báo Ukraine cảnh báo sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới do các tình nguyện viên Nga ủng hộ Kiev thực hiện bên trong lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine. Ông Budanov cũng hứa hẹn về nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hơn nữa vào sâu bên trong lãnh thổ nước Nga. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, mục đích của những cuộc tấn công này nhằm chứng tỏ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể bảo vệ người dân khỏi cuộc chiến đã lan rộng sang lãnh thổ Nga. Khi bạn ngồi ở St. Petersburg và xem tin tức giao tranh qua màn hình TV, bạn sẽ luôn ủng hộ nó. Nhưng mọi người đang bắt đầu lo lắng khi một số cơ sở gần nhà họ bị tấn công. Ông Budanov nói tiếp, ông cũng chỉ ra rằng thực chất những quả đạn được bắn ra từ hệ thống phòng không S-300 của Nga để tiêu diệt máy bay không người lái Ukraine chính là yếu tố gây ra phần lớn sự tàn phá và thiệt hại, chứ không phải máy bay không người lái của Ukraine. Nga chưa bình luận về phát biểu của trùm tình báo Ukraine. Kiev Independent đưa tin giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burr vừa gửi một thông điệp cảnh báo tới các nghị sĩ tại thủ đô Washington, nhấn mạnh sự cấp bách trong việc phê duyệt viện trợ cho Ukraine để ngăn chặn tổn thất tiềm tàng trong cuộc chiến với Nga. Ông nói, đây thực sự là một vấn đề liên quan đến việc liệu các đối thủ của chúng ta có hiểu được độ tin cậy và quyết tâm của chúng ta hay không, và liệu các đồng minh và đối tác có hiểu điều đó hay không. Ông Burns nhấn mạnh rằng với sự hỗ trợ quân sự, Ukraine có thể giữ vững chiến trường cho đến hết năm 2024, cản trở những tiến bộ gần đây của Nga cũng như cuộc tấn công vào mùa hè sắp tới. Tuy nhiên, nếu không có sự trợ giúp này, ông nói rằng có nguy cơ Ukraine sẽ phải nhận lấy thất bại và bức tranh còn thảm hại hơn nhiều. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sivsky cho biết vào ngày 13 tháng 4 rằng tình hình tiền tuyến đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây, khi quân đội Nga dần dần tiến về phía Chasiv Yar. Theo ông Burns, nếu Quốc hội không phê duyệt viện trợ, việc này sẽ tạo cơ hội cho Tổng thống Nga Vladimir Putin chiếm ưu thế trong việc đề ra các điều khoản đàm phán. Bình luận của ông Burns được đưa ra khi Hạ viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu cho một loạt các dự luật viện trợ nước ngoài vào ngày 20 tháng 4. Nếu dự luật được thông qua, Mỹ sẽ phân bổ 61 tỷ đô la cho Ukraine dưới hình thức hỗ trợ quốc phòng. Ngoài ra, dự luật cũng bao gồm việc chuyển tên lửa Akatom tầm xa sang Ukraine càng sớm càng tốt. Theo AFP, giới chức Ba Lan vừa thông báo bắt giữ một công dân nước này bị tình nghi có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo báo cáo của Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan, công dân Ba Lan có tên là Pavel K được cho là có ý định cung cấp thông tin cho tình báo quân đội Nga và giúp đặc nhiệm Nga lên kế hoạch ám sát nhằm vào Tổng thống Zelensky của Ukraine, nghi phạm bị bắt hôm 17 tháng 4. Các công tố viên cho biết, Pavel K đã tìm cách liên lạc và định cung cấp thông tin chi tiết về sân bay Zasov-Zasyanka, phía đông nam Ba Lan cho những người Nga tham gia chiến sự ở Ukraine. Sân bay Zasov-Zasyanka nằm gần biên giới với Ukraine, được Tổng thống Zelensky sử dụng để quá cảnh trong các chuyến công du nước ngoài, đồng thời là cửa ngõ cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Các công tố viên Ukraine đã cung cấp thông tin liên quan giúp Ba Lan thu thập bằng chứng quan trọng. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể lãnh án tối đa 8 năm tù. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski đã ca ngợi nỗ lực của các cơ quan và công tố viên nước này. Nga chưa bình luận về thông tin.
Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Mặc dù quan hệ giữa Kiev và Warsaw gần đây đã rạn nứt do tranh chấp về nhập khẩu nông sản. Hôm thứ Năm 18 tháng 4, quân đội Nga và Tajikistan đã hoàn tất cuộc tập trận chung kéo dài nhiều ngày tại quốc gia Trung Á này nhằm diễn tập phòng chống các cuộc tấn công xuyên biên giới của phiến quân hoặc các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Thông tin được đăng tải trên Reuters mới đây. Tajikistan có chung đường biên giới dài với Afghanistan, nơi đặt trụ sở của một nhánh tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khiến gần 150 người thiệt mạng tại một phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moscow, Nga vào tháng trước. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về cuộc tập trận. Trong đó, trực thăng tấn công, máy bay không người lái, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo và xe tăng đã được triển khai trên địa hình sa mạc và núi non để đối phó với kẻ thù giả định. Bộ cho biết, mục tiêu bao gồm tiêu diệt các băng nhóm khủng bố và cuộc tập trận có áp dụng những bài học mà quân đội Nga đúc kết từ cuộc chiến ở Ukraine. Nga và Tajikistan đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Moscow dẫn đầu, gồm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Nga hiện duy trì một căn cứ quân sự ở Tajikistan. Hầu hết các nghi phạm bị bắt giữ vì liên quan đến vụ tấn công ở Moscow đều là công dân Tajikistan. Mặc dù chưa cung cấp bằng chứng cụ thể, nhưng Moscow tin rằng lực lượng Ukraine đứng sau thảm kịch này. Đây là một cáo buộc mà Kiev kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga, nơi có vài triệu lao động từ các nước Trung Á, bao gồm Tajikistan, cần xem lại cách xử lý vấn đề nhập cư. Tajikistan gần đây đã bác bỏ cáo buộc của một quan chức an ninh hàng đầu Nga cho rằng Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô nước này đang tuyển mộ lính đánh thuê để chống lại Nga. Tiếp nối bản tin là các tin tức quốc tế nổi bật khác. Reuters đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Glanfield vừa qua cho biết bà hy vọng sẽ tìm ra được cách thức mới để đảm bảo thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vào tháng tới sau khi Nga và Trung Quốc phản đối và cản trở chế độ giám sát đối với Bình Nhưỡng. Bà Thomas-Glanfield cho biết Washington và các đồng minh đang xem xét nhiều lựa chọn cả trong và ngoài Liên Hợp Quốc để thay thế nhóm chuyên gia chuyên giám sát các lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong 15 năm qua. Nga đã từ chối việc cho phép hội đồng tiếp tục thực hiện việc này vào tháng trước, trong khi đó Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Khi được hỏi liệu Mỹ và các đồng minh có thể thiết lập một giải pháp thay thế khi nhiệm vụ của hội đồng hiện tại đã hết hạn vào cuối tháng 4 hay không, bà Thomas Greenfield nói, đó sẽ là mục tiêu của chúng tôi vào đầu tháng tới. Tôi không biết rằng liệu chúng tôi sẽ tìm ra được cách mới nhanh chóng hay không, nhưng đó là hy vọng của tôi. Bà Thomas Greenfield cho biết Mỹ và các đồng minh đang thúc đẩy thực hiện chế độ giám sát mới, có thể xem xét và thay thế công việc của hội đồng hiện tại. Thưa quý vị, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào hôm 18 tháng 4 và hai bên cam kết tăng cường hợp tác và duy trì ổn định trong khu vực. Trong cuộc gặp, cả hai nước đều cam kết duy trì hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong đó, ông Vương nói ông kỳ vọng các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông có thể được đẩy nhanh. Các cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto của Indonesia đến thăm Bắc Kinh trong tháng này. Trong chuyến thăm của ông Subianto, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi mối quan hệ với Jakarta và đưa ra tầm nhìn về hòa bình khu vực khi căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng Đông Nam Á khác. Sau khi chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 2 năm 2024, ông Subianto đã lên tiếng ủng hộ việc phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Theo hãng tin Reuters, ông Vương đã thảo luận với ông Subianto về kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận chung giữa hai nước. Ông Vương Nghị cũng đã gặp ông Widodo để bàn về hợp tác kinh tế, bao gồm đầu tư vào hệ thống vận tải của Indonesia. Bà Retno cho biết ông Widodo và ông Vương Nghị bày tỏ mong muốn hòa bình và ổn định trong khu vực. Cả hai cũng kêu gọi giảm leo thang và ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và Hamas. Lập trường của Trung Quốc và Indonesia giống nhau về vấn đề này. Và ngài Tổng thống bày tỏ niềm tin rằng Trung Quốc cũng sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn leo thang. Bà Retno nói về tình hình Trung Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh sau đó sẽ chủ trì một phiên họp của cơ chế hợp tác đối thoại cấp cao Trung Quốc-Indonesia vào ngày 19 tháng 4, trước khi tới Campuchia và Papua New Guinea. Trung Quốc là một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Indonesia và đã rót hàng tỷ đô la vào các dự án ở quốc đảo này.
Theo hãng tin Reuters, đầu tư của Trung Quốc vào Indonesia đạt 7,4 tỷ đô la vào năm ngoái. Theo thông tin từ Reuters, các cử tri Ấn Độ đã bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Sáu, 19 tháng 4. Đây được xem là cuộc bầu cử lãnh đạo lớn nhất thế giới trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi đang hy vọng đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Các cử tri đã bắt đầu xếp hàng bên ngoài các điểm bỏ phiếu lúc 7 giờ sáng, khi an ninh được quản lý chặt chẽ. Cuộc bỏ phiếu khổng lồ với gần 1 tỷ cử tri tham gia sẽ trải qua 7 giai đoạn trên khắp quốc gia đông dân nhất thế giới. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 6, phiếu bầu sẽ được tính vào ngày 4 tháng 6. Vào hôm 19 tháng 4, 166 triệu cử tri ở 102 khu vực bầu cử trên 21 tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ tiến hành bỏ phiếu, bao gồm bang Tamil Nadu ở phía nam, bang Arunachal Pradesh trên biên giới Himalaya với Trung Quốc và bang Uttar Pradesh đông dân nhất ở phía bắc. Trong cuộc bầu cử, đảng Bharatiya Janata BJP của ông Modi sẽ đối đầu với một liên minh gồm 20 đảng đối lập đang thách thức ông bằng những lời hứa sẽ tăng cường tài trợ hơn cho người dân và cứu các thể chế dân chủ của Ấn Độ. Thưa quý vị, vào Chủ nhật tuần này 21 tháng 4, Sri Lanka sẽ đánh dấu 5 năm xảy ra hàng loạt vụ nổ chết người làm rung chuyển cả quốc đảo này trong ngày lễ phục sinh năm 2019. Các vụ nổ do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực hiện tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng gây chấn động Sri Lanka và phá vỡ một thập kỷ tương đối yên bình sau khi quốc gia Nam Á kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 25 năm. Nhà thờ San Sebastian tại thành phố Negombo và đền thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo là hai trong số các nhà thờ bị nhắm mục tiêu, trong khi khách sạn Cinnamon Grand và khách sạn Sangri ở Colombo cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong làn sóng tấn công của IS. Gần như tất cả nạn nhân đều là người dân Sri Lanka đang tập trung mừng Chúa Nhật phục sinh tại các nhà thờ, hàng chục công dân nước ngoài cũng thiệt mạng. Sau sự việc, Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và triển khai lực lượng vũ trang tạo thuận lợi cho việc bắt giữ và truy tìm các nghi phạm, đồng thời đảm bảo an ninh công cộng và giữ gìn trật tự quốc gia do lo ngại xảy ra các vụ việc tương tự cũng như bạo lực tôn giáo và các hành động trả thù nhằm vào cộng đồng Hồi giáo. Ở Kenya, thi thể của 10 quân nhân trong vụ tai nạn trực thăng kinh hoàng xảy ra hôm thứ Năm 18 tháng 4 đã được đưa về thủ đô Nairobi để tổ chức một nghi lễ tôn giáo vào cuối ngày. Chúng ta cùng nhau ở đây và vô cùng thương tiếc vì những gì vừa xảy ra với đất nước của chúng ta, với quân đội Kenya và những gia đình mất đi người thân. Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, hãy lắng nghe lời cầu nguyện cho linh hồn của những người tôi tớ mà Chúa triệu tập về bên Ngài. Xin ban cho họ nơi an nghỉ yên bình và sự bình an thực sự. Trước đó, Tổng thống Kenya ông William Ruto xác nhận một chiếc trực thăng quân sự của các lực lượng phòng vệ Kenya KDF đã bị rơi vào chiều ngày 18 tháng 4 theo giờ địa phương, khiến 10 sĩ quan cấp cao tử nạn, trong đó có Tổng tư lệnh KDF tướng 4 sao Francis Omondi Ogola. Theo các nhà lãnh đạo, các sĩ quan chỉ huy Kenya gặp nạn trong chuyến thăm lực lượng được triển khai ở phía tây bắc Kenya để đối phó tình trạng trộm cắp gia súc. Chiếc trực thăng Bell UH-1 Iroquois đã rơi xuống và bốc cháy vài phút sau khi cất cánh từ trường trung học Nam Sinh Chetubon ở hạt West Pokot, cách thủ đô Nairobi khoảng 400 km về phía tây nam. Ngoài 10 quân nhân thiệt mạng, có 2 người may mắn sống sót và bị thương. Tổng thống Ruto tuyên bố quốc tang 3 ngày kể từ ngày 19 tháng 4 để tưởng niệm các quân nhân xấu số. Ông cũng triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia và họp khẩn sau khi xảy ra tai nạn. Không quân Kenya đã điều động nhóm điều tra tới hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Ông Ogola, 61 tuổi, gia nhập quân đội Kenya năm 1984. Ông từng đảm nhiệm vị trí tư lệnh không quân và phó tư lệnh KDF trước khi được bổ nhiệm làm tư lệnh KDF vào tháng 4 năm 2023. Tổng thống Ruto từng cáo buộc ông Ogola tham gia âm mưu lật ngược chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử năm 2022. Nhưng ông Ruto vẫn cho rằng ông Ogola là người phù hợp nhất làm tư lệnh KDF. Reuters dẫn thông báo của chính quyền địa phương mới đây cho biết một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 800 hectare rừng thông của bang Morelos, miền trung nước này. Theo báo cáo của người đứng đầu cơ quan phát triển bền vững bang Morelos, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 65% đám cháy, tuy nhiên gió mạnh đã gây khó khăn cho nỗ lực dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn. Đám cháy này quá lớn, nằm ngoài tầm kiểm soát. Chúng tôi yêu cầu được cung cấp trang thiết bị, cuốc, xẻng và thực phẩm. Bạn có thể cảm thấy bị ngạt thở và khói dù ở khoảng cách xa. Đội cứu hỏa từ các bang khác như Michoacán, thủ đô Mexico và bang Mexico đã được triển khai tới hiện trường để hỗ trợ lực lượng địa phương. Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn chưa được làm rõ.
Theo dòng thời gian chi tiết nhất về thảm họa do Tổng trưởng lý Hawaii công bố ngày 18 tháng 4, một xe cứu hỏa đã đến hiện trường trong vòng 5 phút kể từ khi có báo cáo đầu tiên về vụ cháy rừng vào tháng 8 năm 2023 ở Rialaihana, thị trấn nghỉ mát lịch sử của Hawaii, Mỹ. Báo cáo cho biết cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên reo lên lúc 2 giờ 55 chiều ngày 8 tháng 8 năm ngoái. Khoảng 2 phút sau, lính cứu hỏa đã có thể nhìn thấy cột khói nghi ngút bốc lên cao và đám cháy lớn bắt đầu bùng phát nhanh lúc 3 giờ chiều. 5 phút sau, các nhân viên cảnh sát bắt đầu tham gia chữa cháy tại hiện trường đầu tiên là một nhà kho. Theo thống kê chính thức, ngọn lửa đã bị cơn gió lớn thổi bùng lên và lan xuống sườn dốc. Đám cháy nhanh chóng nhấn chìm và phá hủy hầu hết thị trấn Lahaina trên đảo Maui của Hawaii, khiến 101 người thiệt mạng. Tổng trưởng lý Hawaii Anne Lopez cho biết, báo cáo này là giai đoạn 1 liệt kê một số phát hiện của Viện Nghiên cứu An toàn Hỏa hoạn có trụ sở tại bang Maryland. Văn phòng của bà sẽ công bố thêm 2 báo cáo nữa trong thời gian tới. Bà Lopez cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi sẽ xem xét những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả, đồng thời thực hiện các cải tiến để ngăn chặn những thảm họa có quy mô lớn như thế trong tương lai. Cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ liên bang cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về nguồn gốc và nguyên nhân của vụ cháy. Cơ quan này hiện chưa có công bố kết quả điều tra. Tuy nhiên, báo cáo của Tổng trưởng lý Hawaii cho thấy, vào lúc 3 giờ 28 chiều, chiếc xe cứu hỏa thứ hai đã báo cáo về vụ bùng phát hỏa hoạn ở một tòa nhà khác. Vài phút sau, nhiều phương tiện và các cơ sở khác cũng đã nhanh chóng bốc cháy. Báo cáo lưu ý rằng, nhìn chung ngọn lửa đã lây lan sang các công trình nằm gần nhau giữa các tòa nhà, thông qua cây cối, hàng rào, nhà kho và bị bắt lửa từ muội than do gió thổi. Khoảng 90 phút sau khi nhận được những cuộc gọi cứu hộ đầu tiên, ngọn lửa đã lan đến trung tâm thương mại Front Street và bờ biển. Nhiều cư dân hoảng loạn thậm chí đã nhảy xuống biển để tìm đường thoát thân. Thưa quý vị, người dân trên khắp Colombia hiện chỉ có thể tiếp cận nước sạch theo lịch trình trong bối cảnh các hồ chứa nước của đất nước cạn kiệt, thông tin được Reuters đăng tải. Tại thủ đô Bogota, một trạm rửa xe đã tái sử dụng nước để tiếp tục hoạt động sau khi chế độ phân phối nước được thiết lập từ ngày 14 tháng 4. Chúng tôi là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên, công việc vẫn tiếp diễn như mọi khi, với việc sử dụng các máy bơm và bể chứa nước đóng kín để tránh lãng phí nước. Lượng nước được thu hồi sẽ được tiếp sử dụng nhằm duy trì nguồn nước có sẵn. Trong khi đó, ở thành phố Santa Marta, một xe bồn đang chở nước đến cho cư dân, hàng người xếp dài để chờ làm đầy bình nước của mình. Nhà chức trách Colombia cho biết hôm thứ Năm 18 tháng 4, các hồ chứa ở nước này đã giảm xuống dưới 30% công suất. Theo truyền thông địa phương, con số này thấp hơn 3% so với mức thấp nhất được ghi nhận vào tháng 4 trong 20 năm. Từ cuối năm 2023, hiện tượng El Nino đã mang nắng nóng và hạn hán đến Colombia, gây ra nhiều đám cháy rừng trên khắp quốc gia Andean và khiến các hồ chứa nước giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm trầm trọng hơn các tác động của El Nino. Cuba từ lâu đã nổi tiếng với những loại cocktail pha từ rượu rum và mới đây bên dưới lâu đài Moro mang tính biểu tượng thủ đô Havana, hàng trăm người đã tụ tập để cùng tôn vinh thương hiệu rượu rum lừng danh nhất của Cuba, Havana Club, trong một cuộc thi pha chế cocktail quốc tế. Sự kiện do hãng Havana Club tài trợ là nơi so tài kỹ năng của khoảng 600 nhân viên pha chế đến từ khắp nơi trên thế giới. Cô Alexandra Constantinescu đến từ Anh và là một trong 16 thí sinh thuộc 8 đội lọt vào vòng chung kết cuộc thi đã mang đến cho khách mời một loạt cocktail độc đáo. Tuy nhiên, cô và đồng đội đã không giành được giải thưởng lớn dành cho người pha chế cocktail Havana Club giỏi nhất thế giới, cũng như các đội đến từ Trung Quốc, Tây Ban Nha, Brazil và các quốc gia khác. Đội đến từ Hy Lạp gồm Danos Midodis và Andres Zablakas đã giành chiến thắng và ra về với giải thưởng trị giá 10.000 euro, tương đương khoảng 10.700 đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo Reuters, hàng năm khoảng 10 đến 15 chú rái cá biển con ở California, Mỹ phải xa mẹ do bão tố, lênh đênh trên bờ biển. Những chú rái cá con này thường bị tách khỏi mẹ trong những cơn bão, khiến chúng gặp nguy hiểm và khó có khả năng sống sót. Để giải quyết vấn đề này, Reuters cho biết
Thủy cung Thái Bình Dương tại Long Beach, California đã hợp tác với Thủy cung Vịnh Monterey để triển khai chương trình nuôi dưỡng lái cá mồ côi bằng mẹ nuôi. Chương trình giúp đưa những chú lái cá con trở về với môi trường sống tự nhiên, bảo vệ và duy trì sự đa dạng sinh học trên hệ sinh thái biển. Gần đây, chương trình đã thành công ghép đôi Millie, một lái cá mẹ nuôi đầy kinh nghiệm, với một chú lái cá con hiện chưa được đặt tên. Millie sẽ đảm nhận vai trò truyền dạy cho lái cá con những kỹ năng sống cần thiết để có thể tự lập và hòa nhập với môi trường hoang dã. Theo Megan Smiley, quản lý chương trình lái cá biển tại Thủy cung Thái Bình Dương, lái cá mẹ nuôi sẽ dạy con những hành vi mà con người không thể trực tiếp hướng dẫn, chẳng hạn như chải chuốc, kiếm ăn, thao tác với con mồi và trang bị cho lái cá con những kiến thức sinh tồn. Lái cá biển California là loài động vật quý hiếm và được bảo vệ bởi chính quyền. Chúng từng bị săn lùng ráo riết vì sở hữu bộ lông độc đáo, có tới 1 triệu sợi lông trên mỗi inch vuông, dày nhất trong số các loài động vật. Đến những năm 1930, người ta tưởng rằng loài rá cá này đã tuyệt chủng cho đến khi phát hiện ra một đàn khoảng 50 cá thể ngoài khơi Big Sur. Hiện nay, số lượng rá cá biển California đã tăng lên khoảng 3.000 cá thể. Tuy nhiên, con số này vẫn còn cần cải thiện để đảm bảo sự tồn tại của loài và bảo vệ hệ sinh thái ven bờ California. Việc chăm sóc rá cá biển cũng đòi hỏi nguồn kinh phí không hề nhỏ. Để duy trì lò sưởi bên trong chống lại cái lạnh, rá cá biển cần tiêu thụ 25% trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Thủy cung Thái Bình Dương tự chi trả khoản phí nuôi dưỡng rá cá biển thông qua các hoạt động gây quỹ và trích một phần doanh thu từ khách tham quan. Các khoản đóng góp này sẽ dùng để hỗ trợ các chương trình bảo tồn, bảo vệ rá cá và hệ sinh thái. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội, rá cá biển lại rất hung dữ và mang tính lãnh thổ cao. Chúng thuộc họ chồn Mustelidae, họ hàng với lửng, chồn hôi, cáo sói và Wolverine. Tính tới thời điểm hiện tại, hai thủy cung đã cứu hộ được khoảng 8 rá cá con bị lạc mẹ. Họ hy vọng các tổ chức khác cũng sẽ tham gia chương trình bảo tồn này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.